11. Trợ phá tăng vi gián giới Giới thọ phá tăng trái lời khuyên gián 11.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa đồng chế Nhược tỳ kheo ni Hữu dư tỳ kheo ni quần đảng Nhược nhất Nhược nhị Nhược tam Nải chí vô số Thị tỳ kheo ni Ngữ bỉ tỳ kheo ni ngôn đại tỷ giữ mạt dáng thử tỳ kheo ni thử tỳ kheo ni pháp ngữ tỳ kheo ni luật ngữ tỳ kheo ni thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng tâm hỷ lạc thử tỳ kheo ni sở thuyết ngã đẳng nhẫn khả bỉ tỳ kheo ni ngữ thị tỳ kheo ni ngôn đại tỷ mạt tác thị thuyết ngôn thử tỳ kheo ni thị pháp ngữ tỳ kheo ni luật ngữ tỳ kheo ni Thử Tỳ kheo Ni sở thuyết, ngã đẳng hỷ lạc. Thử Tỳ kheo Ni sở thuyết, ngã đẳng nhẫn khả, hà dĩ cố? Thử Tỳ kheo Ni sở thuyết, phi pháp ngữ, phi luật ngữ. Đại tỷ, mạt dục phá hoại hòa hiệp tăng, đương lạc dục hòa hiệp tăng. Đại tỷ, ưng giữ tăng hòa hiệp, hoan hỷ bất tránh, đồng nhất sư học, như thủy nhũ hợp, ư Phật pháp trung hữu tăng ít an lạc trụ bỉ tỳ kheo ni gián thị tỳ kheo ni thời kiên trị bất xả bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố nại chí tam gián xả giả thiện bất xả giả thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi xa nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng chế nếu tỳ kheo ni có phe nhóm của tỳ kheo ni khác, hoặc một người, hai người, ba người cho đến vô số, tỳ kheo ni này nói với tỳ kheo ni kia rằng: "Đại tỷ, chị đừng khuyên dáng tỳ kheo ni ấy, vì tỳ kheo ni ấy là tỳ kheo ni nói đúng pháp, đúng luật. Tỳ kheo ni ấy nói lời gì tâm chúng tôi đều ưa thích và công nhận." Tỳ kheo ni kia nên khuyên tỳ kheo ni này rằng: "Này đại tỷ, chị đừng nói thế, đừng nói rằng tỳ kheo ni ấy là vị tỳ kheo ni nói đúng pháp đúng luật. Vị tỳ kheo ni ấy nói lời gì chúng tôi đều ưa thích và công nhận. Tại sao thế? Vì vị tỳ kheo ni ấy nói những lời phi pháp phi luật. Này đại tỷ, đừng cố ý phá hoại hòa hiệp tăng mà cần phải hòa hiệp với tăng. Này đại tỷ, nên hòa hiệp với tăng, hoan hỷ đừng tranh cãi chúng ta động học một thầy như nước với sữa hòa hợp ở trong phật pháp có phần lợi ích an lạc cửu trụ khi tỳ kheo ni kia khuyên tỳ kheo ni này nhưng vị này vẫn ngoan cố không bỏ tỳ kheo ni kia nên khuyên can ba lần cho tỳ kheo ni này từ bỏ việc ấy đến lần thứ ba nếu bỏ thì tốt nếu không bỏ tỳ kheo ni này phạm tội tăng già dạ bà thi xa pháp ba lần nên bỏ. 11.2 Duyên khởi Lúc bấy giờ Đức Phật ngủ trong non linh thứ, tại nước La Duyệt Kỳ. Khi ấy, Ngài Đề Bà Đạt Đa cố giữ năm pháp của mình đã chế lập, lại đi giáo hóa các thiếu niên tỳ kheo rằng. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện thường khen ngợi những người tu hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa thích hạnh xúc ly, trọn đời đi khất thực, mặc áo phấn tảo, ngồi chỗ trống, không ăn muối, không ăn cá thịt. Bây giờ quý tỳ kheo bảo đề bà đặt ra rằng, thầy đừng phá hoại hòa hiệp tăng, ngoan cố không bỏ. Tại sao vậy? Thầy hòa hiệp với tăng thì hoan hỷ không cãi, cũng như nước với sữa đồng nhất. Như thế ở trong Phật Pháp có thêm sự lợi ích an vui, chung sống tu hành. Bây giờ những tỳ kheo bè đảng của Ngài Đề Bà Đạt Đa phương tiện giúp phá hòa hiệp tăng, bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy đừng quở trách lời nói của Đề Bà Đạt Đa, vì Đề Bà Đạt Đa là một vị tỳ kheo nói đúng pháp, nói đúng luật. Đề Bà Đạt Đa nói lời gì ra, chúng tôi đều ưng thuận công nhận quý tỳ kheo nghe những tỳ kheo bè đảng nói lời ấy tức thì ha trách họ rồi đem việc ấy bạch lên đức thế tôn đức thế tôn cho tập hợp chúng tăng rồi dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách bè đảng của ngài đề bà đạt đa sau đó đức thế tôn bảo các tỳ kheo cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma làm pháp ha dáng các tỳ kheo bè đảng của đề bà đạt đa cho họ bỏ pháp trợ phá tăng ấy. Trong chúng tăng, nên cử người có khả năng yết ma y theo như trên, tác bạch như vậy. Bạch Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa này, tùy thuận theo thầy Đề Bà Đạt Đa nói như vậy. Quý tỳ kheo, các thầy đừng quở trách Đề Bà Đạt Đa. Tại sao vậy? Vì thầy Đề Bà Đạt Đa là vị tỳ kheo nói đúng pháp đúng luật đề bà đặt đa nói lời gì chúng tôi đều ưng thuận công nhận nếu thời giờ của chúng tăng đã đến chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho chúng tăng hôm nay làm pháp ha gián cho tỳ kheo bè đảng của thầy đề bà đặc đa khiến họ từ bỏ việc ấy các thầy tỳ kheo bè đảng của ngài đề bà đặt đa các thầy đừng nói rằng Thầy Đề Bà Đạt Đa là vị tỳ kheo nói đúng pháp, đúng luật. Thầy Đề Bà Đạt Đa nói lời chi, chúng tôi đều ưng thuận công nhận. Nhưng sự thật, Thầy Đề Bà Đạt Đa là vị tỳ kheo nói phi pháp, phi luật. Vậy các thầy đừng muốn phá hoại hòa hiệp tăng. Các thầy phải giúp cho chúng tăng hòa hiệp. Các thầy hòa hiệp với tăng, hoan hỷ, không tranh cãi. Chúng ta đồng học một thầy, như nước với sữa đồng nhất. Ở trong Phật Pháp có thêm phần lợi ích an vui, chung sống tu hành, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo bè đảng của thầy Đề Bà Đạt Đa này, tùy thuận theo Đề Bà Đạt Đa, nói thế này. Quý tỳ kheo, các thầy đừng ha trách thầy Đề Bà Đạt Đa, vì đề bà đặt đa là một vị tỳ kheo nói đúng pháp đúng luật thầy đề bà đặt đa nói lời chi chúng tôi đều ưng thuận công nhận chúng tăng hôm nay làm pháp yết ma hà dáng cho tỳ kheo bè đảng của thầy đề bà đặt đa khiến họ từ bỏ việc ấy quý đại đức đừng nói rằng thầy đề bà đặt đa là vị tỳ kheo nói đúng pháp đúng luật Thầy Đề Bà Đạt Đa nói lời chi, chúng tôi đều ưng thuận công nhận. Nhưng sự thật, Thầy Đề Bà Đạt Đa là vị tỳ kheo nói phi pháp phi luật. Quý Đại Đức đừng phá hoại hòa hiệp tăng. Quý Đại Đức phải giúp cho tăng chúng hòa hợp. Quý Đại Đức hòa hợp với tăng, hoan hỷ không tranh cãi, cũng như nước với sữa đồng nhất. Ở trong Phật Pháp có thêm phần lợi ích an vui, chung sống tu hành. Quý trưởng lão, vị nào ưng thuận trong tăng làm pháp yết ma ha gián tỳ kheo bè đảng của thầy Đê Ba Đạt Đa, khiến họ bỏ việc ấy thì im lặng. Vị nào không ưng thuận thì cứ nói, làm pháp yết ma như thế ba lần. Tăng đã ưng thuận, chúng tăng bạch tứ yết ma, làm pháp hai dáng cho tỳ kheo bè đảng của thầy Đề Ba Đạt Đa khiến họ bỏ việc ấy rồi chúng tăng đã ưng thuận vì im lặng việc ấy tôi biết rõ như thế Đức Phật bảo quý tỳ kheo từ đó về sau nếu có những tỳ kheo bè đảng nào trợ phá hòa hiệp tăng như thế thì cũng Bạch Tứ Xát Ma làm pháp hai dáng cho những vị tỳ kheo bè đảng phá tăng ấy như vậy do nhân duyên trên mà Đức Thế Tôn lập tức kiết giới này. 11.3 Cụ duyên Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Biết rõ có người làm việc phá tăng. Chúng tăng đúng như pháp can gián. Bè đảng bốn người giúp phá tăng. Tăng đúng như pháp nói lời can gián. Ba lần yết ma sông thì phạm tội. 11.4 Phạm tướng Nhật tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Hữu dư tỳ kheo ni quần đảng, vân vân nãi chí vô số. Đoạn văn này thuyết minh nhân số trong phe nhóm từ bốn người cho đến vô số làm việc tùy thuận phá hòa hiệp tăng. Tùy thuận có hai loại. Pháp tùy thuận y thực tùy thuận. Thế nào là Pháp tùy thuận? Nghĩa là đem giáo Pháp dạy bảo, làm cho giới định huệ tăng trưởng và dạy độc tụng thừa thọ. Thế nào là y thực tùy thuận? Nghĩa là đem y phục, mền niệm, các thức uống ăn, dường chỏng, ngoạ cụ, thuốc men, cấp cho trong khi bệnh hoạn trong căn bộ nhất thiết hữu bộ phá tăng sự quyển 20 thuyết minh lúc bấy giờ đại chúng 500 bí sô mỗi người đều lãnh thẻ theo ngài đề bà đặt đa rời khỏi chúng tăng khi đi mới đến ngưỡng cửa thì tôn giả la hầu la trông thấy nói với 500 vị tỳ kheo ấy rằng tại sao quý đại đức bỏ đức như lai mà đi theo ác đảng như vậy Quý tỳ Kheo nói với tôn giả La Hầu La rằng, Chúng tôi an cư trong ba tháng bị đói khát. Nhờ Ngài Đề Bà Đạt Đa cung cấp cho các thức ăn uống và đem các tạp vật cúng dường cho chúng tôi. Nếu như không nhờ sự cung cấp ấy, thì chúng tôi đã chết đói. Đó là chứng minh về việc tùy thuận theo ẩm thực y phục, lại dùng năm điều phi pháp mà cho là đúng pháp để dụ dỗ. Đó là chứng minh về việc tùy thuận theo phi pháp. Bè đảng là nhóm bốn người hoặc từ bốn người trở lên, tức là bè đảng trợ phá tăng, hoặc một người, hoặc hai người, hoặc ba người cho đến vô số. Thị tỳ kheo ni ngữ bỉ, tỳ kheo ni ngôn, vân vân, ngã đẳng những khả đại ý đoạn luật trên thuyết minh cách tỳ kheo ni bè đảng trợ phá tăng nói rằng người phá tăng nói lời đúng pháp đúng luật chúng tôi tùy thuận và công nhận thì tỳ kheo ni tức là chỉ cho những bè đảng giúp phá tăng bởi vì những người đó là thuộc về quần đảng phi pháp nói lời phi pháp càng gián chúng tăng rằng chúng tôi hoan hỷ tin ưa tại sao chúng tăng lập pháp can gián thì kheo ni ấy đó là thuyết minh về tướng trạng bè đảng trợ phá tăng làm việc phá tăng và nói người phá tăng ấy nói ra lời gì đều là đúng pháp đúng luật nên không cần chúng tăng làm pháp hà gián những lời nói của người kia chính là chúng tôi ưng thuận công nhận đây chính là bè đảng giúp phá tăng phá hòa hiệp tăng vậy, tự giữ tà kiến, đồng tham lợi dưỡng, trợ ác đảng, ủng hộ việc quấy, cùng nhau kết làm bè đảng để củng cố thực lực của người phá tăng vậy. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 13, thuyết minh. Điều đạt sinh năm pháp, Đức Thế Tôn không cho phép, điều đạt hoan hỷ tự nói rằng ta hôm nay nhất định phải phá hòa hiệp tăng cho kỳ được. Khi ấy, thầy câu ca lợi nghe lời ấy rồi, trong tâm buồn rầu vô hạn, chẳng khác gì người uống thuốc độc. Ngài điều đạt, trông thấy như vậy. Giáo hóa bạn, nói như thế này. Tại sao mấy thầy lại áo não như vậy? Chúng ta xuất gia cầu đạo giải thoát, cần phải tinh tấn tu hành cho nên cù đàm cũng có năm pháp ấy nhưng không thực hành trọn đời tôi hôm nay thiết lập năm pháp ấy thực hành trọn đời tại sao mấy thầy lại áo não những người bè đảng nghe lời đề bà đặt đa nói như thế thì sinh tâm hoan hỷ tùy thuận ác hữu cùng nhau cách làm bè đảng đều lấy sự lợi dưỡng làm quan trọng cho nên sinh tâm hoan hỷ tùy thuận mà không có tâm hổ thẹn cho rằng người phá tăng kia nói lời gì chúng tôi đều tùy thuận, chúng tôi đều công nhận. Bỉ Tỳ kheo Ni ngữ thị Tỳ kheo Ni ngôn, vân vân, hữu tăng ít an lạc trụ. Đoạn luật trên thuyết minh các vị Tỳ kheo Ni hiện thiện, hậu trì chánh pháp, nói những lời bình giảng hợp pháp với những tỳ kheo ni bè đảng trợ phá tăng kia. Tức là những vị tỳ kheo ni hiền thiện hộ chánh pháp ấy ở nơi vắng vẻ, trước tiên dùng pháp ngữ nhu nhuyến, hòa thuận, ước sắc những bè đảng phá tăng. Trong luật thập tụng quyển 12 thuyết minh, Ngài Ưu Ba Ly thỉnh vấn Đức Phật, Kính bạch Đức Thế Tôn, theo lời Phật dạy, nếu các tỳ kheo ni trước tiên không dùng lời nhu nhuyến, hòa thuận, ước sắc, mà tự tiện bạch tứ yết ma ước sắc, thì sự ước sắc như vậy có đúng pháp hay không? Đức Phật dạy, Này ưu ba ly, sự ước sắc như thế, người làm yết ma phạm tội, đột kiết la. Đức Thế Tôn vì tâm từ mẫn, dùng lời nhu hòa thiện pháp, làm cho các đệ tử điều phục. Cho nên trước tiên, phải ở chỗ vắng vẻ, dùng lời nhu hòa ước sắc, hy vọng người ấy sớm thấy tội lỗi mà sám hối. Cho nên, trước hết phải dùng lời nhu nhuyến khuyên lần dù là những người can cường đi nữa, cũng nhờ những lời nhu nhuyến ấy dung hóa mà tội được tiêu trừ. Lời văn khuyến hóa trong đoạn văn trên có thể dễ hiểu, ý nghĩa rõ ràng hiển lộ. Tăng phải lấy sự hòa hợp không tranh cãi làm an vui cho nên không cần thuộc lại nhiều. Người thế tục vẫn còn dị hòa phi quý, huống chi chúng ta là thích tử. Bị tỳ kheo ni giáng thị tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Câu văn ấy thuyết minh, tỳ kheo ni đúng như pháp, như luật, y lời Phật dạy, ở chỗ vắng nói lời khuyên giáng. Nhưng tỳ kheo ni bè đảng trợ phá tăng kia cự tuyệt lời khuyên can khư khư giữ chặt ác kiến không chịu xa lìa tội lỗi đó tức là cự tuyệt lời can gián nơi phán vẽ của các tỳ kheo ni đúng pháp cho nên cần phải tập hợp tăng và bạch chúng Bị tỳ kheo ni ưng tam gián vân vân tăng già bà thi sa đoạn luật trên thuyết minh tỳ kheo ni đúng pháp đúng luật theo lời phật dạy cần phải có tâm từ mẫn hai ba phen khuyên dáng những tỳ kheo ni bè đảng trợ phá tăng kia hy vọng các vị ấy sớm hối tội lỗi đừng để đến nỗi phải trải qua ba pháp yết ma thì thành trọng tội nếu trong khi khuyên dáng mà phân lời thì tốt nếu không phân lời thì phải tác bạch tác bạch lần thứ nhất rồi phải khuyên những vị đó rằng Tôi đã tác bạch lần thứ nhất, còn ba lần ít ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha trách sẽ phạm tội nặng. Nếu tỷ kheo ni phạm lỗi đó phân lời thì tốt, nếu không phân lời thì phải làm pháp ít ma đầu tiên. Làm pháp ít ma đầu tiên rồi nên khuyên vị ấy rằng Tôi đã hai phen tác bạch và làm pháp ít ma lần đầu rồi còn hai lần yết ma nữa đại tỷ nên bỏ việc ấy đi đừng để chúng tăng làm pháp hai dáng thì phạm trọng tội nếu vị tỳ kheo ni kia vâng lời thì tốt nếu không vâng lời thì phải làm pháp yết ma lần thứ hai làm pháp yết ma lần thứ hai rồi lại phải khuyên vị ấy rằng tôi đã một lần tác bạch và hai phen yết ma chỉ còn một lần nữa thôi đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hai dáng sẽ phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni kia phân lời thì tốt, nếu không phân lời thì làm pháp yết ma lần thứ ba, làm pháp yết ma lần thứ ba xong, tức là vị tỳ kheo ni kia phạm tội tăng già bà thi sa Một lần tác bạch, hai lần yết ma xong mà từ bỏ việc sai trái thì phạm ba tội thâu lan giá. Một lần tác bạch, một lần ít ma xong mà từ bỏ việc sai trái thì phạm hai tội thâu lan giá. Một lần tác bạch mà từ bỏ việc sai trái thì phạm một tội thâu lan giá. Tác bạch chưa xong mà từ bỏ việc sai trái thì phạm một tội đột kiết là. Nếu chưa tác bạch thì tất cả những bè đảng tùy thuận phá tăng đều phạm tội đột kiết là. 11.5 Tinh chế Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni ngay trong lúc chúng tăng hà gián người làm việc sai trái mà bảo họ đừng bỏ thì phạm tội tăng tàn. Nếu trong lúc chưa hà gián mà bảo họ đừng từ bỏ việc sai trái thì phạm tội đột kiết là ba chúng thức xoa sa di sa di ni bảo người đừng bỏ việc làm sai trái thì phạm tội đột kiết là 11.6 kim chế nếu là bè đảng tỳ kheo thì cũng phạm tội tăng tàn ba chúng sau phạm tội đột kiết là 11.7 khai duyên những trường hợp không phạm nghĩa là khi vừa được khuyên gián liền từ bỏ, hoặc trường hợp chúng tăng hai gián phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hiệp chúng, đúng pháp tương tự biệt chúng, đúng pháp tương tự hòa hiệp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y theo lời Phật dạy, hoặc là tất cả trường hợp chưa hai gián thì không phạm. 11.8 Tập Giải nếu tỳ kheo ni trợ phá tăng do ác nghiệp ấy sau khi xả thân nhất định sẽ bị đọa vào tam đồ do vì tùy hỷ theo ác tâm ác hạnh của người phá hòa hiệp tăng khác tội ấy ngang bằng với tội phá tăng những người này là do lợi dưỡng buộc tràn nên kết làm ác đảng thiết lập nhóm mỗi mỗi tán tháng lẫn nhau không được phỉ bán lẫn nhau chuyển đổi khen ngợi tân bốc danh dự cho nhau, rõ ràng không có thật đức, mà lại nói là có đức, để dối gạt những hàng Phật tử tại gia cầu lấy lợi dưỡng. Nếu là những người thật có đức hạnh, thì không bao giờ thấy mình là có đức. Luôn luôn tự giữ phận mình, không khen ngợi công đức, mới sớm thoát ly sinh tử nếu như ôm lòng sân hận tật đố những người có đức hạnh khác. Thấy lợi dưỡng của người thì sinh ác tâm phá hoại, tìm đủ mánh khóe công kích. Do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, chắc chắn đọa vào địa ngục, thọ vô vàng thống khổ. Vì thế cho nên, Đức Thế Tôn thường dạy đệ tử đừng tham lợi dưỡng. Ngài nói bài kệ như sau. Chuối đã trụ buồn mà phải chết. Tre lâu khi mọc cây con cũng vậy. Lừa có thai bị xua đuổi, đọa thai chết. Người vì tham tán thức công đức